xe mới có nên phủ gầm? Chắc rằng câu hỏi này rất nhiều anh em mà đang chuẩn bị lấy xe mới hoặc đang sử dụng xe mới đang quan tâm về vấn đề này. Đó thì hôm nay em xin phép trả lời câu hỏi này cho một số anh em đang đắn đo là có nên phủ gầm hay không. Thì nhiều anh em vừa lấy xe xong, ví dụ như đây một chiếc xe MG5 đi, xe này vừa từ hãng ra nhé, xe này xe mới tinh luôn. Đó, thì với những cái chiếc xe mà anh em vừa mới lấy xong thì anh em khuyên thật là anh em nên bỏ ra một cái mức chi phí để lên đi phủ gầm. Tại sao lại phải phủ gầm? Bởi vì anh em biết là ở cái vùng như ở Việt Nam này đó, thì là nắng mưa rất là thất thường. Khi mà anh em trong cái quá trình sử dụng xe thì cái tình trạng sau 5 đến 7 năm cái tình trạng rỉ sét cũng như mối mọt ở cái khung gầm, trong cái động cơ khung gầm xe này rất là nhiều. Đấy, thì anh em nên quan tâm cũng như tham khảo nên phủ gầm cho xe để làm sao ạ? Để bảo vệ sao các cái chi tiết kim loại như ở dưới gầm này thì nó không bị mục, không bị rỉ sét, và nó các cái cặn oxy nó không bị bám vào đây. Đó, thì anh em nên phủ gầm nhé. Về cái quy trình phủ gầm thì bên em sẽ làm đầy đủ các quy trình. Thứ nhất là vệ sinh sạch sẽ lại khung gầm, thứ hai là bọc các cái chi tiết không phủ đây, ví dụ như bọc các cái chi tiết không phủ này, tránh cái tình trạng cái cao su nó bắn lên cái lớp sơn này. Đó, thì về cái quy trình phủ, và sau đó bọn em sẽ phủ rất là đều từ 4 hốc bánh đến gầm, bọn em sẽ phủ đều đảm bảo tỉ trọng cho anh em. Anh em nào đang sử dụng xe mới, vừa lấy xe mới thì quan tâm phủ gầm em mời qua Gala Thái Nguyên anh em nhé.